FB88, nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. Mở cược cho tất cả các giải đấu của các bộ môn thể thao như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, các bộ môn thể thao điện tử eSports, các loại cược đa dạng. Tỷ lệ cược hấp dẫn, nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng chỉ trong 5-10 phút. Nhà cái duy nhất hợp pháp xuất hiện trên nhiều tỉnh thành lớn: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ. Tổ chức và đồng hành cùng các thành viên FB88 trong các sự kiện thể thao hàng đầu. Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu bán kết UEFA Nations League giữa hai đội tuyển Italia và đội tuyển Tây Ban Nha. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 1:45 rạng sáng ngày 7 tháng 10. Và trận đấu này Italia sẽ được đánh giá là đội của trên và theo mức tỷ lệ kèo của nhà cái FB88 đưa ra, thì đội chủ nhà Italy sẽ chấp độ khách Tây Ban Nha với mức kèo chấp là 0.25, mức kèo cũng hệ tăng 0.5 và cũng bị hạ xuống còn là đồng banh. Và cái mức tài xỉu trận đấu này là 2.25 và cũng có thể hạ xuống còn hai trái, cũng hệ tăng 2.5. Thì trước khi đi vào nhận định, các bạn cho mình xin một like video một sau đây kia nhé. Thì 5 lần chạm trán gần nhất của Italia và Tây Ban Nha thì Italy thắng 1, hòa 3 và thua 1 trước Tây Ban Nha. 5 trận thi đấu gần nhất của Italy thì họ thắng 1, hòa 4. 5 trận thi đấu gần nhất của Tây Ban Nha thì họ thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở trận đấu này với mức kèo như thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa đội Tây Ban Nha trận này. Vì sao? Thứ nhất là xét về thực lực ở hiện tại thì Tây Ban Nha họ cũng không thua kém về Italia đâu các bạn. Cái thứ hai nữa thì nếu như có mức kèo phụ là Italia sẽ chấp Tây Ban Nha, thì nếu như hai đội hòa nhau ở 90 phút thì chúng ta chọn cửa Tây Ban Nha, chúng ta chỉ từ quầy kèo đánh thắng nửa kèo mà thôi. Và cái thứ ba thì chúng ta xét về phong độ cũng như thành tích ở đầu á, thì Tây Ban Nha họ cũng đang khá là ngang ngửa với Italy. Và những lần mà chạm trán với Italy ở thời gian đây thì mình thấy là Tây Ban Nha họ kết quả rất tốt, và biết đâu trận đấu này một lần nữa Tây Ban Nha với thực lực của mình thì họ sẽ đá bại được Italy luôn thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình thì các bạn ưu tiên đi cửa Tây Ban Nha đồng banh hoặc được chấp đồng nữa càng tốt. Và cái mức tài xỉu trận đấu này là 2.25, hai trái và 2.5. Thì những lần chạm trán trước đó của hai đội thì cũng không nhiều bàn thắng được ghi các bạn. Và mình dự đoán trận đấu này một lần nữa sẽ có từ 2 bàn thắng trở xuống mà thôi. Cho nên bạn nào tin tưởng mình nữa thì bạn ưu tiên đi cửa xỉu 2.25, và là các bạn đừng vào xỉu vội mà các bạn canh cho đâm một bàn rồi các bạn hãy vào xỉu. Và mức hiệp 1 thì mức kèo đồng banh và tài xỉu là 0.75. Thì hiệp 1 các bạn có thể là đá nhẹ Tây Ban Nha đồng banh hoặc có kèo phụ chấp đồng nữa cũng được. Và các bạn có thể là đá tài hiệp 1 cũng được các bạn. Mình dự đoán hiệp 1 sẽ có một bàn thắng dành cho Tây Ban Nha. Và tóm lại cho đó khuyên các bạn chọn Tây Ban Nha, và các bạn canh đá xỉu. Ở hiệp 1 thì các bạn có thể là đá nhẹ Tây Ban Nha và đá tài hiệp 1 0.75. Mình dự đoán hiệp 1 sẽ có một bàn thắng dành cho Tây Ban Nha. Và cảm ơn FB88 đồng hành cùng mình ở video này. Xin chào, hẹn gặp lại.